Xin chào mọi người, đã lâu rồi mình mới có thời gian để mình quay vlog cho mọi người xem. Thì hôm nay thì mình sẽ đi đến một nơi dành cho những bạn mà thích mua sắm. Thì nơi này nó bán đồ rất là rẻ luôn. Thì cái nơi đó là nơi nào thì mọi người hãy xem nha. Và bây giờ mọi người cùng với mình để mà đi vào đó tham quan nha mọi người. Và mình là Roy, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh vlog của mình. Tại là mình đã đến tới outlet thằng ở đây, người ta gọi là outlet đây. Rất là nhiều mặt hàng thời trang mà nó bán giá rất là rẻ luôn mọi người. Bây giờ mọi người cùng với mình đi vào trong nha. Bây giờ mình đang ở trong cái outlet store thì ở trong đấy rất là nhiều mặt hàng thời trang như là Adidas này, Nike này, rồi Puma, rồi Levi's mọi người, Levi's. Thì mình cũng không có đành những cái mặt hàng thời trang này, thì ở trong đây nó tổng hợp rất là nhiều mặt hàng thời trang nổi tiếng luôn. Thì cái đặc điểm ở trong đây đó là nó bán hàng giảm, sale liên tục. Thì cái đặc điểm ở trong đây đó là sale liên tục, nhưng mà những cái mặt hàng mà mới á mọi người, mới ra mắt á thì sẽ không có trong đây. Ở trong đây có những cái mặt hàng gọi là bị lỗi, một vài lỗi hoặc là như là hết còn thời thượng đó mọi người, hết mod rồi đó. Thì nhưng mà trong đây nó vẫn đáp ứng đủ cho mọi người lựa chọn rất là nhiều mẫu mã. Đó, nhưng mà trong đây hàng mới chứ không phải hàng cũ chứ mọi người. Tuy là giống như là ví dụ những sản phẩm lâu đời đó thì nó bán lại. Đó. Thì mọi người có thể qua đây lựa, và rất nhiều và rất là lớn, rất là đông người Nhật đến đây luôn mọi người. Thì có những lúc á nó sale tới 75%, cho nên là các bạn có thể tìm kiếm và đến đây săn những cái món giá rất là hời luôn. Bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người vào một số cửa hàng để mọi người xem được những cái mẫu mã như thế nào và những cái giá cả của như thế nào nha mọi người. Mấy cái đôi này thì nó có giá là một anh rưỡi rơi vào khoảng 3 triệu mọi người. Dancer Stanis. Đây là những loại chưa có giảm giá nha mọi người. 1,5 anh rưỡi. Ở đây còn rất là nhiều mẫu luôn. Mẫu này đi. Chín man ở đây là 1,8 nha mọi người. Đây mình thấy có một đôi giày của con nít nè, rất là dễ thương luôn mọi người, biết giá bao nhiêu không? Đôi này ra bây giờ khoảng
54 thì ra còn khoảng 1 triệu 1. 5 cent được, 54 khoảng 1 triệu 1. Cái nhỏ nhưng mà rất là đắt luôn, 4 cent thì rơi vào khoảng 800 ngàn. Đây có một đôi rất là long lanh lóng lánh luôn mọi người. Cái này rơi vào giá 1.3, 1.3 rơi vào khoảng 2.6. Đôi này là 2 triệu rưỡi nha mọi người. Ở đâu khoảng 2 triệu rưỡi. Đây là một hãng giày của Reebok. Thì ở bên Việt Nam mình cũng không có sử dụng những hàng hiệu, cho nên không biết bên Việt Nam có cái hãng giày này không. Thì hãng giày này cũng đẹp, mọi thứ cũng rẻ. Ở đâu khoảng 2 triệu đôi này. Rebook nha mọi người. Đây có cái hiệu đây. Hồi nãy là mình đang ở trong Adidas, xong bây giờ mình chuyển vào bên này xem bên này có gì nha. Tại vì hôm nay mình thấy bên Adidas họ cũng không có giảm giá nhiều, nên mình vào bên này thử. Giờ là phải xếp hàng rồi. Xếp hàng đi xuống dưới đó rồi mà dồn lên lại mới được vào. Mới được vào trong đây. Hơi bị lâu em rồi. Bây giờ mới được vô nè. Bây giờ mình đang ở trong Nike mọi người. Thì đây là những cái mẫu giày của bên Nike. Đôi này là 1 triệu nha mọi người. Cái việc mà mới mẫu mới hay không thì mình cũng không rõ nữa, tại vì mình không có rành về thời trang. Cho nên các bạn coi các bạn biết được đây là mẫu mới hay mẫu cũ thì sẽ biết được. Đôi này có giá là 1.8 triệu. Đôi này 1.4 triệu nè mọi người. Rất là đẹp luôn, 1.4 triệu. Đấy, đôi này biết nhiêu, đôi này là 800 ngàn. Rồi. Đây là 1 triệu. Đây rất là màu mè luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 5 màu, 6 màu. Đôi này là 2 triệu nha mọi người. Rất là nhiều mẫu cho mọi người lựa luôn. Có cái đôi này là 1.4 triệu. Nhìn rất là bự luôn. Cái đôi giày cổ cao này là 5.5 cm cho 5 cm cho 6 cm, 6 cm có 1.2 triệu. 1.2 triệu đôi này luôn. Có những cái mẫu này nó nghĩ là lạ luôn. Đó này có giá là 1.2 triệu nha mọi người.
đây là dép nè mọi người, màu hồng nha. Đôi này có giá là 500 ngàn, khoảng 500 ngàn. Đôi này khoảng 160, đó khỏi là khoảng 360 ngàn. Nó bằng bằng cao su, nó bằng bằng mót nha mọi người, bằng mút nha. Đôi này thì 700 ngàn nha. Đây là nhìn dễ thương. Cái này là cái bản đồ ở trong cái chung của trung tâm này nha mọi người. Thì rất là nhiều. Thì cái trung tâm này mọi người thì không phải tỉnh nào cũng có, thì cho nên là các bạn phải lên Google Maps, các bạn gõ cái chữ này Aurecto hoặc là Outlet. Thì đằng này là mình không biết cái chỗ này đâu, nhưng mà mình tham khảo ở trên mạng, mình thấy có mấy anh chị đi trước senpai á, họ có quay và giới thiệu về cái trung tâm này, cho nên là mình đã tự tìm. Và cũng may mắn là ở trong tỉnh mình á, gần mình cũng khoảng 30 cây tới 40 cây á, và có được cái trung tâm này, mình đã đến đây. Và đây là lần thứ ba mình đến đây, cho nên là mình quyết định mình quay lại video này cho mọi người xem. Thì thực ra là đáng lẽ là mình nhận được cái thông báo á, từ app á mọi người, thì báo là hôm nay giảm giá, nhưng mà tại sao hôm nay mình đến thì giảm giá lại không có, rất là ít chứ không phải không có, ít thôi. Thường nó sẽ giảm giá vào những cái mùa, những cái dịp nghỉ lễ tháng 8 mọi người, tháng 8 hoặc là Tết thì là giảm giá rất là nhiều. Mọi người nói chừng ở trong những cái hũ mọi người nhìn giống như ở trong nước vậy, rất là đẹp luôn. Mọi người về, để trong đây. Ủa, ガラス があるよ. Ủa, ガラス があるよ. Bán cái bánh này, cái bánh này mình tới rồi, 500 ngàn. Em đã có mặt ở trong quầy Buma rồi. Chiếc áo Ferrari giá là 34,700 ngàn. Giờ đã bán Ferrari. Cái này là chữ 6. Buma 1,2 triệu. Cái này là 1,5 triệu. Những cái này là giày đá banh hay là giày gì mọi người, giày thể thao. Đó là 1,5 triệu nha. Đây có đôi trắng cũng đẹp.
Thì đã, ra nãy giờ là mình chỉ đi qua cho mọi người những cái cửa hàng bán giày, dép, quần áo. Thì cũng có những cửa hàng mình vào á thì người ta không cho mình quay, như là những cửa hàng đồng hồ hay là giỏ thì họ không cho mình quay. Thì mình không biết lý do gì, cho nên là mình cũng đã không quay được cho mọi người, mình chỉ đi ngang đó thôi. Thì ngoài ra ở trong đây, ở trong cái trung tâm này nè, nó không chỉ riêng bán về đồ thời trang, nó còn bán cả những cái nội thất gia dụng nè, rồi những cái vali, có mọi người có cả máy móc nè mọi người xem nha. Nó bán cả chảo nè mọi người thấy không? Mọi người ơi, nó bán cả chảo, nồi, rồi những cái dụng cụ nấu nướng mọi người. Và những cái lò cái máy xay sinh tố nè mọi người. Đây là những cái nón mình mua được. Bây giờ đi vòng vòng mình mua được cái từng đây. Không biết là mình mua được gì nữa không. Đây là cái nhà giữ xe của điện đó, đây là cái cờ. Mình gửi xe nó xong mình đi ra cái cầu vượt này, xong đi vào tâm đây. Như vậy là mình đã dẫn mọi người đi vào cái khu mua sắm Outlet. Thì bây giờ mình đã mua xong rồi, mình mua được ở đây, bây giờ mình phải bắt xe buýt về. Thì ở đây nó có một cái nhà chở xe buýt đó. Như vậy là video của mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Nhớ nhấn like, subscribe, ủng hộ mình nhé. Đó là mọi người, hẹn mọi người vào video gần nhất.